Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với quý vị tìm hiểu về những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống. Quý vị sẽ nhận được những kiến thức bổ ích từ phía các chuyên gia của chúng tôi. Ngày hôm nay, cùng với chủ đề Làm gì để đội quân tinh binh khỏe hơn, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ cùng đồng hành và cung cấp kiến thức thông tin đến với quý vị. Đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, bác sĩ Tô Hiệu thân mến, trước khi chúng ta đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là làm gì để cho đội quân tinh binh khỏe hơn, thì có nghĩa có một cái thắc mắc thế này, đó là vai trò của tinh binh trong việc thụ thai như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích điều này cho Công Nghĩa cũng như là quý vị khán giả được rõ hơn được không ạ? Để cho một cuộc thụ thai thành công thì có sự tham gia của rất là nhiều yếu tố, từ trứng, tinh trùng đến môi trường của tử cung, vòi, trứng, âm đạo, cùng với sự toàn vẹn về giải phẫu của cơ quan sinh dục nam và nữ. Tuy nhiên ở đây tôi xin chia sẻ riêng về cái vai trò của tinh trùng. Tinh trùng thì có mang hai loại nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Khi mà tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính X thụ tinh với lại trứng thì sẽ tạo nên cái phôi thai mang giới tính là nữ. Còn khi mà tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính Y thụ tinh với trứng thì tạo nên cái phôi mang giới tính là nam. Vì vậy mà tinh trùng đóng vai trò chính trong cái việc định hình cái giới tính của thai nhi. Và để cái việc định hình này được thành công hay không, quá trình thụ thai tốt hay không thì còn phụ thuộc vào cái số lượng và chất lượng của tinh trùng. Đấy, vì vậy mà một cái nguyên nhân nào đó làm ảnh hưởng, làm giảm số lượng, chất lượng tinh trùng thì có thể ảnh hưởng đến quá trình thụ thai, và đó cũng có thể là một nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn của nam giới. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, rất là nhiều đấng mày râu chỉ khi chúng ta đi thăm khám hoặc có những cái bước xét nghiệm cụ thể thì mới biết được rằng là tinh trùng của mình là khỏe hay yếu, đúng không ạ? Nên là có một cái tâm lý khá là e ngại cũng như là hoang mang, nhiều đấng mày râu cũng có bày tỏ rồi, đó là làm sao để biết được rằng là tinh binh của mình là đang ở tình trạng khỏe hay yếu đây? Bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào cũng như là giúp cho anh em có thể là bớt lo trong cái tình trạng như vậy được không ạ? Đấng mày râu thì đa số là rất là ít khi chú ý đến cái sức khỏe nam khoa, và thường là tự tin về cái sức mạnh, về cái sức khỏe của cái tinh binh của mình. Tuy nhiên là đến khi mà lập gia đình, có nhu cầu có con cái thì có thể là đi khám sàng lọc nam khoa thì mới tá hỏa ra là phát hiện mình bị mắc vô sinh hiếm muộn. Một số trường hợp khác nữa thì dù là có thể phát hiện là mình có biểu hiện bất thường rồi nhưng mà lại mắc cái tâm lý sợ hãi và mặc cảm, cho nên là không đi tái khám. Đấng mày râu nên chú ý để phát hiện những cái dấu hiệu sớm của cái tình trạng tinh trùng yếu để đến khám, ví dụ như là tình trạng tinh dịch đông đặc, tinh dịch vón cục hoặc là tinh dịch loãng, và trong tinh dịch có máu, có mủ màu vàng, màu đỏ hoặc gì đó, thì chúng ta nên sớm đến các phòng khám nam khoa để được khám và làm các xét nghiệm về tinh dịch đồ và một số xét nghiệm khác để đánh giá về cái chức năng của tinh trùng, xem là có bị tinh trùng yếu hay là mắc thêm một số bệnh lý nào khác nữa không. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta thấy rằng là trong đời sống hiện đại có rất là nhiều những yếu tố như bia, rượu và rất là nhiều những cái chất kích thích khác, đặc biệt là những căng thẳng, những stress trong cuộc sống. Liệu đây có phải là những nguyên nhân khiến cho chất lượng tinh binh suy giảm hay không? Hay là còn những nguyên nhân nào khác, thưa bác sĩ Tô Hiệu? Trong môi trường sống hiện đại thì chúng ta chịu áp lực rất lớn từ môi trường cũng như là công việc. Vì vậy là chúng ta có những cái thói quen mà rất là có hại. Ví dụ như là uống rượu và hút thuốc. Về hút thuốc ý, theo nghiên cứu thì tỷ lệ những người hút thuốc và những người không hút thuốc
thì cái tỷ lệ về tinh trùng yếu phát hiện thì nhiều hơn rất là nhiều so với những người mà không hút thuốc. Mà còn ngoài ra thì còn uống rượu. Uống rượu thì có thể làm giảm về số lượng và chất lượng tinh trùng, giảm cái lượng hormone nội tiết tố nam, giảm testosterone, có thể dẫn đến teo tinh hoàn. Vì vậy là lời khuyên là những cặp đôi lấy vợ rồi, lập gia đình rồi, trước khi sinh con thì chúng ta nên kiêng cữ, nên hạn chế rượu bia, hút thuốc trong một thời gian để có thể là tốt hơn cho cái quá trình giao hợp, quá trình thụ tinh và tốt hơn cho cái tình trạng sức khỏe của thai nhi sau này. Thứ hai nữa là cái mức độ vận động. Trong công việc văn phòng hiện tại thì chúng ta thường là căng thẳng và chép, từ đó và lười vận động nữa thì có thể dễ gây nên béo phì, và chính cái béo phì này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái tình trạng về chất lượng tinh trùng. Vì vậy vận động ở mức độ nào đó vừa phải có thể làm tốt hơn trong cái tình trạng tinh trùng, làm cái cân bằng nội tiết tố sinh dục testosterone. Vì vậy là lời khuyên là chúng ta cũng nên vận động thường xuyên và nhẹ nhàng và hợp lý. Vâng, thưa bác sĩ, về mặt lý thuyết thì có nghĩa biết rằng là tuổi tác không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề làm cha của các quý ông, đúng không ạ? Thế nhưng mà vì sao các ông bà của chúng ta ngày xưa lại thường có câu là cha già thì con cọc, ám chỉ việc là những ông bố lớn tuổi khi sinh con thì sẽ gặp nhiều những cái nguy cơ về sức khỏe. Bác sĩ có thể giải thích điều này được không ạ? Theo lý thuyết thì chỉ cần một tinh trùng, thụ tinh với trứng thì có thể tạo nên một hơi tử rồi. Tuy nhiên là cái đời sống của tinh trùng nó giảm dần theo cái sự gia tăng của tuổi tác. Theo một cái nghiên cứu thì những người đàn ông mà trên 40 tuổi thì cái đời sống của tinh trùng, sức sống, thời gian sống tinh trùng thì có thể giảm 70% mỗi năm, và cái tỷ lệ tinh trùng bị dị dạng sẽ ngày càng tăng lên, và đến khi sau 60 tuổi thì sẽ có khoảng đến 80% là tinh trùng có thể bị dị dạng. Vì vậy mà những người đàn ông cao tuổi mà sinh con thì có nguy cơ là trẻ sinh ra có thể mắc các bệnh bẩm sinh, các bệnh về đột biến gen. Thưa bác sĩ, là em năm nay 28 tuổi, lấy vợ được 3 năm mà vẫn chưa có con. Em đi khám thì kết quả số lượng tinh trùng chỉ đạt là 7 trên 20 triệu thôi, bất động 100% và không di động 100%. Em đã uống thuốc và sau 3 tháng, tinh dịch đồ của em có cải thiện, được 10 trên 20 triệu nhưng vẫn bất động và chết 100%. Em lại đi khám, bác sĩ cho uống thuốc như đơn cũ, đồng thời bổ sung thêm testosterone andecanot. Em uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Bác sĩ tư vấn sau đợt điều trị này thì nếu không khả quan, em nên đi xét nghiệm kháng tinh trùng. Bác sĩ cho em hỏi, với kết quả như vậy thì em có khả năng sinh con hay không? Và nếu em xét nghiệm kháng tinh trùng thì cần điều kiện và cách thức gì mà các bác sĩ không xét nghiệm luôn cho em ạ, thưa bác sĩ? Kết quả xét nghiệm tinh dịch của bạn trong cái bức thư của vị khán giả vừa rồi thì biểu hiện là cái tình trạng tinh trùng rất là kém, vì vậy mà cái khả năng có thai theo con đường tự nhiên rất là thấp. Vì thế là bác sĩ trong cái trường hợp vừa rồi đã khuyên bạn nên làm các xét nghiệm để xác định cái kháng thể kháng tinh trùng trong huyết thanh, từ đó để có cái biện pháp, có cái phương pháp điều trị, như là có thể sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch, hai là thụ thai bằng cách bơm tinh trùng vào vùng tử cung, tiếp nữa là thụ thai bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng, và cuối là thụ thai thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có cho mình những kiến thức và thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi về số hotline 0854 400 102, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.